sinh ở bên Anh đó mọi người. Lễ phục sinh là sao ta? Có nghĩa là ngày những người nào mà bên đạo Chúa đó, hôm nay là cái ngày mà Chúa sống lại đó mọi người. Mình nghe như vậy chứ mình cũng không rõ, tại mình đạo Phật á. Thì Michael với mình sẽ, đây là đem ở Anh á, ngày lễ phục sinh người ta sẽ tặng mấy cái trứng, quả trứng như vậy nè mọi người. Chocolate. Đây là chocolate hình quả trứng đó mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 4. Đó, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày lễ phục sinh á. Thì hôm nay mình sẽ đem những cái phần quà này để tặng cho gia đình của Elizabeth. Con thỏ nè mọi người, chocolate hình thỏ, chocolate hình trứng nè. Đó, lễ phục sinh là người ta sẽ tặng nhau là các quả trứng chocolate ở bên Anh đó mọi người. Đây cũng là quả trứng đó nè mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó, đây là một quả trứng khác nữa nè mọi người. Đó, quá trời trứng luôn. Đó, quá trời trứng luôn mọi người. Nay mình sẽ đem những cái phần quà này qua bên nhà của Elizabeth để ăn trưa đó mọi người, ăn trưa cùng với gia đình Elizabeth và tặng quà cho ngày lễ phục sinh của anh là những người bên đạo Chúa đó mọi người. Mình nghe như vậy. Bây giờ mình với Michael sẽ đi qua bên nhà Elizabeth đây mọi người ơi, để chào đón ngày lễ phục sinh và tặng quà và thiệp cho mọi người. Mọi người ơi, hiện tại là bọn mình đang trên đường qua nhà Elizabeth á, cũng gần nhà mình, để tặng mấy quả trứng ngày lễ phục sinh nè mọi người. Khá là lạ. I never do that before. What? This dress? Yeah. You did last year. This dress. Last year. I don't remember. Michael với mình đang đi bộ qua nhà của Elizabeth đó mọi người, để tặng quà đó, ngày lễ phục sinh. Đà lên, say hello. Mọi người ơi, hiện tại cái hoa Luxem á, là hoa lộc, hoa màu vàng đó mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình bắt đầu
con thỏ nè. Mọi người đang tặng quà cho nhau ngày lễ Phục sinh á. Thank you very much. Look lovely. Happy Easter for Mum. Put that inside, please. Thank you. Lemon, please. Lemon. Yeah. Yeah. Okay, that's okay. Where Bess? Bess? Bess, she's upstairs. Uh-huh. We'll go get her. Yeah. Is she might make fun. Yeah. Should I get some fun? Đây là của Bess đó mọi người, mà đang chờ cô ấy ra nè. Đó là cái bịch quà mới nãy mình được tặng á. Hôm nay là ngày lễ Phục sinh á mọi người. Ồ, có một số bông hoa ở đây nở đẹp quá mọi người ơi. Vườn của Elizabeth nè. Đó. Wow. Nè mọi người, mình nói với mọi người là giống như là hoa mai ở Việt Nam đó. Đây nè, nó y chang như hoa mai Việt Nam mình vậy thôi. Nó gồm có 4 cánh hả? Hoa mai mình 5 cánh mà hoa này có 4 cánh hả mọi người? Blossom màu vàng. Thực ra thì hoa mai của Việt Nam mình nó là 5 cánh mà cái này nó có 4 cánh nha mọi người. Blossom màu vàng đó mọi người, đẹp không? Wow. Chú cho hoa nó rụng mà nó không rụng mọi người ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hello. Bây giờ là Beth đã ra rồi. Tiếp tục tặng quà cho Beth nè. This is Beth. Yes, give it to her. Gone 0%. This is your. Thank you. You're welcome. Gin tonic, please. Gin and ginger ale. Yeah. Yeah, I don't like to call it gin tonic. Like Elena? Yeah. Darling, what is this, darling? Lemon. Lemon? Taste it, see. Yeah.
Glass. Nhìn cái ly đẹp quá mọi người. Đây là mọi người cùng ăn sandwich nha mọi người. Mỗi người có một dĩa sandwich rất là bự. Elizabeth và John làm. Bên trong là thịt bò với hành đó mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Enjoy today a lot. Thank you very much. You're very welcome. I'm sorry it's so cold.